Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vừa mời làm việc đối với một cô gái 16 tuổi để xác minh làm rõ về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ngày 14 tháng 9, cô gái này sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin trên trang Ăn uống Bạc Liêu Online, kêu gọi mọi người mua đồ dự trữ vì tình hình dịch bệnh hết sức căng thẳng. Khi có người vào bình luận, cô gái này trả lời với nội dung thành phố Bạc Liêu sắp phong tỏa. Bài viết làm cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Bạc Liêu bất chấp chỉ thị 16 đi mua hàng dự trữ, không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Qua làm việc, cô gái này đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, xóa bài viết và cam kết không tái phạm.